Xin chào tất cả các bạn. Sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn một chiếc sạc dự phòng rất là xịn của hãng HOCO này. Chiếc sạc dự phòng này có tích hợp chế độ sạc không dây nhé, cho những điện thoại đời mới như iPhone 10, iPhone 10S mới hiện nay nhé, hoặc những cái dòng của Samsung nó có tích hợp mà sạc không dây nhé. Đây. Sau đây mình sẽ bóc hộp ra giới thiệu các bạn này. Các bạn nhìn chiếc hộp của nó cũng thiết kế rất là đẹp. Đây. Nó có một lớp tem chống hàng giả đây này. Mình đã bóc ra trước rồi. Đây, các bạn bóc rồi. Nó ghi của hãng HOCO đây. Mình lúc ấy mình đã bóc ra rồi nhé. Nên nó bị như này. Còn lúc mới mua về là nó sẽ dính rất là chắc này. Họ thiết kế rất là đẹp. Ở trong này có một chiếc sạc dự phòng HOCO này. Và một dây micro USB này. Giờ đây các bạn có thể sạc sử dụng để sạc các chiếc sạc dự phòng này hoặc để sạc các điện thoại Android đời cũ này, thường dùng các loại micro USB này. Một thẻ bảo hành và một chiếc sạc dự phòng HOCO này. Đây. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây nhá, chiếc sạc dự phòng này thì có hai cổng ra này, một cổng số 1 này, ao 1 này là cổng đầu ra là 1A này và cổng ao 2 là đầu ra là 2A này. Và các bạn có thể sạc các chiếc sạc dự phòng này sử dụng ba loại cổng này. Cổng micro USB này, các loại sạc cho các điện thoại Android ngày xưa ấy, hoặc những cái sạc USB Type-C này hoặc là Lightning của iPhone này. Đấy, tất cả các cái dòng sạc có hiện nay đều sạc được cho chiếc sạc dự phòng này. Ở đây hai đầu ra này. Thông số này. Dung lượng tối đa của chiếc sạc dự phòng này là 10.000 mAh này. Đây. Và dung lượng thực tế là 6.400 mAh này. Mình không rõ cái dung lượng thực tế này, có thể là dung lượng các bạn thực tế các bạn có thể sạc cho các điện thoại. Ok. Còn đây là vị trí để sạc không dây nhé. Các bạn nào mà sử dụng iPhone 10, những cái dòng đời cao cấp ấy, hoặc những điện thoại của Samsung có thể chỉ đặt điện thoại ở đây. Mình ở đây cũng không có điện thoại đấy nên các bạn thông cảm, mình không test được chức năng đấy. Nên các bạn chỉ cần đặt lên đây là nó có thể sạc được. Còn đây là nút vị trí nút nguồn này. Đây là hiển thị dung lượng pin này. Hiện tại của pin này. Nó hiển thị bằng màn hình rất là đẹp này. Sau đây mình sẽ thử sạc một chiếc điện thoại cho các bạn xem. Đây. Khi mình cắm vào cái điện thoại đã nhận pin này, báo nhận pin này, các bạn lấy nút sạc. Đây, và các bạn sử dụng những cái đầu micro USB này. Sạc pin cho chiếc sạc dự phòng này. Đây các bạn. Nó báo đầu in nhấp nháy đây. Đây hiện tại là đang sạc pin nha. Hoặc các bạn có thể sử dụng những USB Type-C hoặc là những cổng Lightning để sạc nhé. Mình cầm chiếc sạc dự phòng này vừa gọn trong bàn tay này. À đây, những thiết kế họ được thiết kế, vỏ nó được thiết kế được bằng những cái lớp vân carbon này. Những tấm vân carbon này các bạn phải nhìn kỹ rồi mới thấy này. Mình sẽ quay gần này các bạn này. Làm được một cái lớp vân carbon rất là đẹp này. Cả mặt trước, mặt sau này. Hai bên thì không có. Hai bên thì nó làm bằng nhựa nhám để giúp việc cầm nắm nó chắc hơn. Còn những vân carbon này chống bẩn này. Bẩn các bạn chỉ lấy vải hoặc lấy một cái giải giấy lau qua là nó sạch này. Thiết kế rất là thông minh này. Ok, vừa rồi là mình đã giới thiệu các bạn một chiếc sạc dự phòng của HOCO này, dung lượng là 10.000 mAh này, có thể sạc bình thường này, sạc qua dây cáp USB này hoặc có thể sạc không dây này, hỗ trợ sạc không dây cho những điện thoại dòng đời cao cấp hiện nay. Nếu bạn nào quan tâm đến sản phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng bên mình để test và cầm test thử nó này, xem nó thực sự đáng mua, đáng để sử dụng hay không này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video.